Xin chào tất cả các bạn thân mến, xin cảm ơn các bạn đã tiếp tục đến với video tiếp theo trong chuỗi những video 320 câu hỏi lý thuyết lái xe tiểu bang Washington năm 2020. Ngày hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu từ câu hỏi số 61 đến câu hỏi số 80 nhé. Xin chúc các bạn học bài giỏi nhé. Chúng ta sẽ bắt đầu câu hỏi số 61 nhé. Bạn bỏ lỡ lối ra của mình trên đường cao tốc hạn chế ra vào, những gì bạn nên làm? A. Di chuyển sang phần vai của đường và lùi về phía lối ra. Vai của đường là cái phần đường bên cạnh cái con đường mà chúng ta đi. Thường thường là cái phần đường này là để chống và không có xe cộ đi ra đi vào ở trên con đường này. Cái phần đường này chỉ sử dụng cho xe bị hư hỏng tấp vào trong cái lề đường đó, và những cái xe cấp cứu hay là những cái xe khẩn cấp cần phải đậu ở trên đường cao tốc. Quý vị lưu ý nhé. Thì cái đáp án này nó cũng nằm ở trong cái câu hỏi số 9 của phần kiến thức. Đó là cái video phần 2.1. Nó cũng có một cái đáp án là vai của đường, nhưng mà mình chưa có giải thích cái để chúng ta hiểu rõ cái này. Thì nhân đây mình cũng xin giải thích để các bạn hiểu nhé. Nếu mà những cái câu hỏi tiếp theo có sử dụng cái phần vai của đường thì chúng ta hãy nhớ đó là cái phần mà cái con đường ở bên cạnh con đường chúng ta đi đó nhé. Đáp án B, quay ngược lại và quay lại lối ra của bạn. Đáp án C, lái xe đến lối ra tiếp theo và lái xe trở lại lối ra mà bạn đã bỏ lỡ. Đáp án D, lái xe ra khỏi đường để tới lối ra. Đáp án đúng ở câu hỏi số 61 đó là đáp án C. Khi chúng ta bị bỏ lỡ cái lối ra của mình trên đường cao tốc mà hạn chế ra vào, hạn chế đi lại, thì chúng ta cần phải lái xe đến lối ra tiếp theo và sau đó thì lái xe trở lại cái lối ra mà bạn đã bỏ lỡ nha các bạn. Câu hỏi tiếp theo, câu 62. Bạn không nên làm gì khi lái xe đến hiện trường xảy ra tai nạn? A. Quan sát kỹ đường đi. B. Đi chậm lại. C. Khám nghiệm hiện trường. Và D. Để ý các mảnh vỡ. Đáp án đúng cho câu hỏi số 62 đó là đáp án C, khám nghiệm hiện trường nha cả nhà. Rõ ràng cái công việc này là công việc của các cơ quan chức năng, của công an. Khi mà có một cái hiện trường nào đó mà xảy ra cái vụ tai nạn, không phải là nhiệm vụ của chúng ta. Nên là đáp án câu 62 là đáp án C, khám nghiệm hiện trường nha các bạn. Chúng ta không nên làm cái công việc đó khi mà chúng ta lái xe đến cái hiện trường xảy ra tai nạn. Câu hỏi số 63. Bạn thấy một biển báo màu vàng mô tả một hình bát giác màu đỏ và một mũi tên màu đen hướng thẳng về phía trước. Điều này cho thấy điều gì? A. Phía trước có đèn giao thông. B. Phía trước có biển báo rừng. C. Phía trước có đường sắt băng qua. D. Phía trước có ngõ cụt. Và đáp án đúng ở câu hỏi số 63 đó là đáp án B nha các bạn. Phía trước có biển báo rừng. Câu hỏi số 64. Bạn nên đi với tốc độ bao nhiêu khi ra khỏi đoạn đường nối vào đường cao tốc? A. Nhanh hơn giao thông trên đường cao tốc. B. Chậm hơn giao thông trên đường cao tốc. C. Về với tốc độ lưu thông trên đường cao tốc. D. 55 dặm trên giờ bất kể tốc độ của người khác. Đáp án đúng ở câu hỏi số 64 đó là đáp án C, chúng ta phải đi về với tốc độ lưu thông trên đường cao tốc nha các bạn. Câu hỏi số 65. Một bảng điện tử có một tập hợp các mũi tên nhấp nháy chỉ về một hướng, nó có nghĩa là gì? A. Di chuyển theo hướng mũi tên chỉ ra. B. Làn đường đóng phía trước. C. Cả A và B đúng. D. Không phải A và B. Các bạn lưu ý ở câu hỏi số 65 này nhé, có thể đây là một cái câu hỏi mẹo. Bởi vì khi chúng ta đọc cái phần nội dung và cái phần đáp án thì chúng ta nghĩ rằng chúng ta chỉ chọn A là đủ rồi. Thế nhưng đáp án của họ ở đây, đáp án đúng là đáp án C, cả A và B nha các bạn. Vì làn đường đã bị đóng ở phía trước, cho nên tất cả chúng ta phải di chuyển theo hướng mà các mũi tên ở trên cái bảng điện tử đó chỉ ra. Mẹo là ở chỗ đáp án A đã là đáp án đúng rồi nhưng mà chưa đủ. Phải là đáp án C mới đúng và đủ cho câu hỏi số 65 nha các bạn. Câu hỏi số 66. Trên đường ướt bạn nên giảm tốc độ để tránh kết quả nguy hiểm này. A. Đó là xẹp lốp. B. Trơn trượt. C. Buồn ngủ. D. Đình trệ. Đáp án đúng ở câu hỏi số 66 đó là đáp án B nha các bạn. Khi chúng ta đi trên đường ướt thì chúng ta nên giảm tốc độ để tránh trơn trượt nha các bạn. Câu hỏi tiếp theo, câu số 67. Vạch liền màu vàng xuất hiện ở đâu trên đường một chiều? Đáp án A, ở cạnh phải. Đáp án B, ở cạnh trái. Đáp án C, trung tâm. Đáp án D, là qua ngã tư. Đáp án đúng ở câu hỏi 67 đó là đáp án B, đó là cạnh trái nha các bạn. Câu hỏi số 68. Mũi tên đỏ có nghĩa là gì? A, bạn phải giảm tốc độ khi di chuyển theo hướng mà nó chỉ ra. B, bạn phải dừng lại và sau đó tiếp tục một cách thận trọng theo hướng nó chỉ ra. C. Bạn không được di chuyển theo hướng nó chỉ ra. D. Bạn nên chuẩn bị để dừng lại thường xuyên trên con đường phía trước.
Đáp án đúng cho câu hỏi số 68 đó là đáp án C. Khi chúng ta đi trên đường và chúng ta gặp một cái mũi tên màu đỏ thì có nghĩa là chúng ta không được di chuyển theo hướng mà cái mũi tên đỏ đó chỉ ra nha các bạn. Chúng ta tiếp tục với câu hỏi số 69 nhé. Một tấm biển màu trắng có các chữ màu đen ghi fines double, nghĩa là gấp đôi lên cái tiền phạt. Bạn sẽ thấy một biển báo như thế này ở đâu? A. Gần khu xây dựng. B. Trong khu vực cấm đỗ xe. C. Ở đầu một con đường đã đóng. Và D. Là ở đường ranh giới giữa các tiểu bang. Đáp án đúng cho câu hỏi 69 đó là đáp án A nha các bạn. Chúng ta sẽ thấy một cái biển báo màu trắng có các chữ màu đen ghi là fines double, nghĩa là gấp đôi cái tiền phạt ở gần khu xây dựng nhé. Câu hỏi số 70. Biển báo hẹp dọc có sọc chéo màu đen và vàng. Điều này cho thấy điều gì? A. Có vật thể trên đường hoặc gần lòng đường. B. Có dải rumble ở phía trước. C. Không đi vào. Và D. Là khu vực trường học. Đáp án đúng cho câu hỏi số 70 đó là đáp án A. Khi chúng ta nhìn thấy biển báo hẹp dọc có sọc chéo màu đen và vàng thì có nghĩa là có vật thể trên hoặc là ở gần lòng đường nha các bạn. Mặc dù đáp án B, dải rumble ở phía trước không phải là một đáp án đúng, thế nhưng mà mình muốn chia sẻ với các bạn một chút về cái dải rumble là gì để các bạn không phải thắc mắc giống như mình nhé. Dải rumble, dải này là một tính năng an toàn trên đường để cảnh báo người lái xe không chú ý đến nguy hiểm tiềm tàng bằng cách gây ra rung động xúc giác và tiếng nghe ầm ầm được truyền qua các bánh xe đi vào trong xe. Chắc chắn khi nhìn những cái hình ảnh mà mình chia sẻ ở trên, các bạn cũng sẽ giống như mình. Ồ, thì ra đây là cái dải rumble mà thi thoảng chúng ta vẫn gặp đâu đó trên đường mà chúng ta đi. Chúng ta tiếp tục với câu hỏi số 71 nhé. Trên đường có 3 làn xe chạy cùng chiều. Xe chạy chậm phải chạy xe ở đâu? A. Ở làn đường bên trái. B. Ở làn đường bên phải. C. Ở làn đường trung tâm. D. Vai của đường là làn đường bên cạnh. Không được chạy xe ở làn đường này. Đường này chỉ dành cho các phương tiện khẩn cấp như là cấp cứu hoặc là xe hư trên đường cao tốc. Và đáp án đúng cho câu hỏi số 71 đó là đáp án B. Trên đường có 3 làn xe chạy cùng chiều thì xe chạy chậm phải chạy ở làn đường bên phải nha các bạn. Câu hỏi tiếp theo, câu số 72. Khi nào người điều khiển phương tiện phải có đèn báo rẽ? A. Khi chuyển làn đường. B. Khi chuẩn bị rẽ. C. Khi vào hoặc ra khỏi chỗ đậu xe. D. Tất cả các câu trên. Đáp án đúng cho câu hỏi số 72 đó là đáp án D. Tất cả các câu trên, tất cả các điều trên. Khi chúng ta chuyển làn đường, khi chúng ta chuẩn bị rẽ, khi chúng ta vào hoặc ra khỏi chỗ đậu xe, chúng ta đều phải có đèn báo rẽ nha các bạn. Câu hỏi số 73. Bạn gặp một chiếc xe khác trên đường một làn mà cả hai xe đều không thể vượt qua. Vậy xe nào cần lùi lại để xe kia vượt qua? Đáp án A. Người đang xuống dốc. Đáp án B. Người đang lên dốc. Đáp án C. Xe lớn hơn. Đáp án D. Người đầu tiên nhượng bộ. Đáp án đúng cho câu hỏi số 73 đó là đáp án B nha các bạn. Người đang lên dốc, xe đang lên dốc là xe cần lùi lại để xe kia vượt qua. Khi mà hai xe cùng trên một làn đường và cả hai xe đều không thể vượt qua. Câu hỏi số 74, giao điểm là gì? Đáp án A, một khu vực đậu xe. Đáp án B, nơi giao nhau của hai hoặc nhiều đường cao tốc cho phép đi qua mà không cần băng qua các luồng giao thông. Đáp án C, địa chỉ được trao đổi trong trường hợp xảy ra tai nạn. Đáp án D, tiền được cung cấp tại một trạm thu phí có nhân viên trên đường thu phí. Và đáp án đúng cho câu hỏi số 74 đó là đáp án B. Giao điểm là nơi giao nhau của hai hoặc nhiều đường cao tốc cho phép đi qua mà không cần băng qua các luồng giao thông. Câu hỏi số 75. Quy tắc nào sau đây không phải là quy tắc an toàn cho trẻ em giống nhau ở mọi tiểu bang? A. Trẻ em không được đi trong vòng tay của hành khách khác. B. Không bao giờ được để trẻ em mà không có người trông coi trên xe. C. Trẻ em không được ăn hoặc uống trên xe. D. Trẻ em nhỏ hơn phải được hạn chế trên ghế ô tô được liên bang phê duyệt. Và đáp án đúng ở câu hỏi 75 này đó là đáp án C. Trẻ em không được ăn hoặc uống trên xe nha các bạn. Tiếp theo câu hỏi số 76. Biển báo hình tròn có gạch ngang màu trắng trên nền màu đỏ. Biển báo này có ý nghĩa gì? A. Ngõ cụt ở phía trước. B. Xe buýt không dừng ở đây. C. Không có chỗ đậu xe. Và D. Không đi vào. Đáp án đúng của câu hỏi số 76 đó là đáp án D. Chúng ta sẽ không đi vào khi chúng ta nhìn thấy một cái biển báo hình tròn có gạch ngang màu trắng trên nền màu đỏ nha các bạn. Câu hỏi số 77. Biển báo trước mặt bạn có nền trắng và hình mũi tên màu đen đi thẳng lên, sau đó uốn cong một góc vuông về bên phải. Nó có nghĩa là gì? A. Phía trước có một ngã rẽ trái. B. Phía trước có một ngã rẽ phải. C. Phía trước có một ngã tư. D.
phía trước là một khu vực nghỉ ngơi ở bên phải. Đáp án đúng cho câu hỏi số 77 đó là phía trước có một ngã rẽ phải nha các bạn. Câu hỏi số 78. Một biển báo cho thấy một mũi tên thẳng với một mũi tên phải lệch khỏi nó. Điều này hiển thị điều gì? A. Tránh đường bên phải và đi thẳng. B. Tránh đường đi thẳng và đi bên phải. C. Bạn có quyền lựa chọn đi thẳng hoặc đi sang phải. D. Đi ở làn đường bên trái. Và đáp án đúng ở câu số 78 đó là đáp án C nha các bạn. Bạn có quyền chọn lựa đi thẳng hoặc là đi sang phải nhé. Câu hỏi số 79. Một biển báo hình thoi màu vàng liệt kê các kích thước, chẳng hạn như là 12 inch, 8 inch chỉ, giữa các mũi tên chỉ lên và chỉ xuống. Kích thước này cho biết điều gì? A. Đó là kích thước của biển báo. B. Đó là kích thước ô tô trung bình. C. Khoảng cách đến khu vực nghỉ ngơi. Và D. Là chiều cao của cây cầu vượt Tĩnh Không có độ cao thấp. Đáp án đúng của câu hỏi số 79 đó là đáp án D. Kích thước đó cho biết chiều cao của cái cầu vượt Tĩnh Không có độ cao thấp. Ví dụ như là chiều cao của nó là 12 inch, 8 inch chịt. Thì khi nhìn vào cái biển đó, người tài xế có thể biết được cái chiều cao của cây cầu Tĩnh Không đó để xem là cái phương tiện mình điều khiển có phù hợp để đi vào hay không. Câu hỏi số 80, câu hỏi cuối cùng của video ngày hôm nay, đó là bạn đến ngã tư với tín hiệu đèn đỏ nhấp nháy, điều đó có nghĩa là gì? A. Đường bị đóng. B. Tiếp tục một cách thận trọng. C. Chuyển làn đường. D. Dừng lại trước khi tiếp tục. Đáp án đúng ở câu hỏi cuối cùng này đó là đáp án D. Khi chúng ta đi đến ngã tư có một cái tín hiệu đèn đỏ đang nhấp nháy thì chúng ta dừng lại trước khi tiếp tục đi nha các bạn. Vậy là chúng ta đã hoàn thành 80 câu hỏi kiến thức lý thuyết lái xe tiểu bang Washington năm 2022 cộng với 20 câu hỏi về biển báo. Nghĩa là tổng cộng chúng ta đã học được 100 câu hỏi rồi các bạn. Các bạn nhớ dành thời gian nghe đi nghe lại để nhớ những cái đáp án đúng nha cả nhà. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian đồng hành cùng với mình trong những cái video về lý thuyết lái xe năm 2022 tiểu bang Washington. Xin chúc các bạn sức khỏe và chúc các bạn học tốt, thi tốt nhé. Xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại ở những clip tiếp theo.